Chắc mọi người sẽ đặt ra câu hỏi làm thế nào biết được cơ thể mình đang bị thiếu kẽm khi mà không đi khám bác sĩ? Vậy thiếu kẽm sẽ được biểu hiện như thế nào? Kẽm có vai trò quan trọng như tổng hợp protein, DNA hay các chức năng miễn dịch, v.v. Ngoài ra, kẽm còn rất nhiều với cơ thể. Kẽm là một khoáng chất vi lượng dồi dào đứng thứ hai trong cơ thể sau sắt và có trong mọi tế bào. Tuy nhiên, cơ thể không thể sản xuất kẽm mà phải lấy qua thực phẩm giàu kẽm hoặc chất bổ sung. Với các vai trò trên thì kẽm có rất nhiều lợi ích cho cơ thể. Vậy tác dụng của kẽm đối với cơ thể là gì? Kẽm giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng tốc độ chữa lành vết thương, giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến tuổi tác, sức khỏe tình dục, giảm mụn, giảm viêm. Mặc dù vậy, vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn để tìm hiểu thêm về kẽm. Tuy nhiên, bạn có biết rằng kẽm là một phần thiết yếu cho sự tăng trưởng, phát triển giới tính và sinh sản? Vậy thiếu kẽm có biểu hiện gì? Khi thiếu kẽm, cơ thể không thể sản sinh ra các tế bào mới khỏe mạnh. Sau đây, kênh xin chia sẻ với quý vị một số dấu hiệu cảnh báo về cơ thể thiếu kẽm. Thiếu kẽm gây rụng tóc. Mỗi ngày, một người trưởng thành có thể rụng từ 50 đến 100 sợi tóc là điều bình thường. Rụng tóc là một phần tự nhiên trong chu kỳ phát triển của tóc. Một số tóc rụng đi sẽ được thay thế bằng những sợi tóc mới mọc. Rụng tóc nhiều biểu hiện như thế nào? Rụng tóc nhiều có thể được ước tính là rụng trên 100 sợi mỗi ngày. Đồng thời, bạn còn nhận ra tình trạng này qua những dấu hiệu như phát hiện tóc rụng nhiều ở khắp nơi trong phòng, chẳng hạn như trên sàn nhà, gối ngủ, bồn rửa mặt, bàn trang điểm. Dễ dàng nhận thấy tóc gãy rụng khi chải hoặc vuốt tóc, bạn thấy đường chẻ tóc trên đầu ngày càng rộng và lộ nhiều da hơn. Tóc mỏng hơn khi sờ vào, đối với các bạn nữ để tóc dài thì sẽ nhận ra đuôi tóc khi cột lên ngày càng nhỏ hơn. Trường hợp nghiêm trọng, bạn sẽ nhận thấy da đầu loang lổ, thậm chí là bị hói. Nếu cơ thể bạn đang thiếu những thành phần như protein, biotin, sắt và kẽm thì sẽ bị rụng tóc đáng kể. Tuy nhiên, đây là tình trạng rụng tóc tạm thời nên sau khi cơ thể bạn được bổ sung đầy đủ những thành phần kể trên thì tóc sẽ mọc trở lại. Móng giòn dễ gãy và có đốm trắng. Những đốm trắng trên móng tay, đôi khi được gọi là vạch bươu, là một trong những dấu hiệu quan trọng của thiếu hụt kẽm. Móng có thể mọc chậm, giòn và dễ gãy. Điều này là do cơ thể cần lượng kẽm ổn định để phát triển mô và tế bào ở móng. Các vấn đề móng phổ biến có thể xảy ra, mà biểu hiện nặng nhất là những đốm trắng. Răng kém sáng bóng. Kẽm rất cần cho răng khỏe mạnh và nếu bạn có lượng kẽm thấp, bạn sẽ không có hàm răng trắng bóng. Chúng có thể dễ dàng bị mẻ và không khỏe. Kẽm là một yếu tố thiết yếu và hiện diện tự nhiên trong mảng bám, nước bọt và men răng. Nếu bị thiếu kẽm, bạn có thể nhận thấy sự nhạy cảm với mùi, vị giác thay đổi, rêu lưỡi trắng và có thể dễ bị loét miệng cộng với viêm nú, hay gặp nhất ở những người thiếu kẽm trong chế độ ăn. Loét miệng. Thiếu kẽm trong chế độ ăn cũng có thể gây loét miệng tái diễn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lượng kẽm thấp có thể làm tăng nguy cơ loét miệng và những bệnh nhân có lượng kẽm thấp trong máu thường bị những đợt loét miệng tái diễn. Mụn hoặc những vấn đề khác trên da. Có giả thuyết cho rằng những người bị mụn trứng cá có thể thiếu kẽm và một số phương pháp điều trị và kháng sinh chữa mụn trứng cá thường chứa kẽm. Một nghiên cứu mới nhất cho thấy 54% số người bị mụn trứng cá có mức kẽm thấp. Những người bị thiếu kẽm da cũng hay có những nốt đóng vảy do bị mụn không liền hoặc lâu liền vì kẽm rất cần thiết để chữa lành vết thương. Xương yếu. Ai cũng biết canxi cần thiết cho xương, nhưng kẽm là một chất khoáng thiết yếu cho sự phát triển và hình thành xương. Nhờ chức năng của nó trong tăng trưởng và phát triển của tế bào, cũng như thay mới collagen cần thiết để làm cho xương khỏe mạnh. Con của những người ăn chay hoặc ăn kiêng nghiêm ngặt có thể bị thiếu kẽm, dẫn đến những vấn đề trong sự phát triển xương ở tuổi nhi đồng và thiếu niên. Để biết được tình trạng xương của mình, bạn có thể yêu cầu bác sĩ cho chụp GEXA để đo mật độ xương. Hầu hết các bác sĩ sẽ không chỉ định xét nghiệm kẽm trong máu trừ khi nghi ngờ có thiếu hụt nghiêm trọng. Rất khó để bác sĩ có thể chẩn đoán, phát hiện tình trạng thiếu kẽm nên các bạn nên đi khám bác sĩ để làm các phương pháp xét nghiệm máu đơn, vì kẽm được phân phối trong các tế bào của cơ thể dưới dạng vi lượng. Nếu bác sĩ nghi ngờ người bệnh thiếu kẽm sẽ chỉ định cho làm xét nghiệm huyết thanh để mang đến kết quả chuẩn xác. Ngoài ra, người bệnh cũng có thể cần làm phân tích sợi tóc hoặc xét nghiệm nước tiểu để đo lường hàm lượng kẽm. Vậy nguyên nhân thiếu kẽm xuất phát từ đâu? Thiếu kẽm không phải tình trạng hiếm gặp. Bất kỳ ai ở độ tuổi nào cũng có nguy cơ bị thiếu loại khoáng chất này,
ảnh hưởng không tốt đến thể trạng, sức khỏe. Nhìn chung, vấn đề thiếu kẽm có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, điển hình như chế độ dinh dưỡng thiếu kẽm, khẩu phần ăn uống của một số người không đáp ứng đủ nhu cầu kẽm hàng ngày. Tình trạng này thường xuất hiện ở nơi đang hoặc kém phát triển, có nhiều trường hợp bị suy dinh dưỡng, người ăn chay hay duy trì việc ăn kiêng trong thời gian dài có nhiều rủi ro bị thiếu kẽm. Cụ thể là vì chế độ ăn uống của nhóm người này dễ bị thiếu protein, mà protein lại có khả năng hỗ trợ cơ thể hấp thụ kẽm. Ngoài ra, phyta của các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, quả hạch, v.v. vốn là thực phẩm thường xuất hiện trong khẩu phần ăn chay, có thể làm khả năng hấp thụ kẽm suy giảm. Đối tượng bị thiếu kẽm nhiều nhất đó là trẻ bú mẹ hoàn toàn trong hơn 6 tháng hoặc có chế độ ăn kiêng cũng đối mặt với nguy cơ bị thiếu kẽm, vì nhu cầu kẽm của trẻ lúc này cao hơn so với nguồn dưỡng chất được cung cấp. Khẩu phần ăn uống bị hạn chế sẽ khiến trẻ không nhận đủ lượng kẽm mà cơ thể cần. Người mắc bệnh mãn tính. Một số bệnh mãn tính thì có khả năng bị thiếu kẽm, ví dụ như loét dạ dày, hồng cầu hình liềm, tiểu đường, gan mãn tính, thận mãn tính, tiêu chảy mãn tính, celiac, ung thư, Crohn, bệnh về tuyến tụy, nghiện rượu. Tuổi tác cao. Người cao tuổi có nguy cơ bị thiếu kẽm vì không thể ăn một vài loại thực phẩm. Ngoài ra, việc người cao tuổi sử dụng một số loại thuốc cũng khiến cơ thể gia tăng quá trình giải phóng kẽm, ví dụ như thuốc lợi tiểu thiazid, hydrocholine. Nhu cầu kẽm của cơ thể gia tăng. Phụ nữ trong lúc mang thai và ở giai đoạn cho con bú sẽ có nhu cầu kẽm tăng cao hơn bình thường. Cụ thể, trong thời gian này, nhu cầu kẽm sẽ tăng gấp đôi, mỗi ngày cơ thể sẽ mất đi 2mg kẽm, kéo dài khoảng 2 tháng sau sinh. Nhu cầu kẽm cũng cao hơn ở các bé sinh non. Vì cơ thể dự trữ kẽm chưa đầy đủ, tỷ lệ trao đổi chất cao hơn. Di truyền, một số người có thể gặp dạng thiếu kẽm di truyền, acrodermy enterophthalmia. Chứng bệnh này khiến cơ thể hấp thụ kẽm kém đi. Theo thống kê, tỷ lệ mắc bệnh ước tính là 1 phần 500.000 ca sinh, mức độ ảnh hưởng gần như đều nhau giữa nam và nữ. Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động ngăn ngừa tình trạng thiếu kẽm. Để biết được cần bao nhiêu kẽm một ngày, theo các chuyên gia y tế, lượng kẽm cần bổ sung cho cơ thể người bình thường mỗi ngày khoảng 40mg để cơ thể phát triển và không bị mắc phải tình trạng thiếu kẽm hay thừa kẽm ở người lớn. Đối với hầu hết mọi người, cách tối ưu là ăn thực phẩm sở hữu nhiều kẽm. Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn tránh bị thiếu kẽm thông qua chế độ dinh dưỡng. Cơ thể chúng ta không dự trữ kẽm, vì vậy chúng ta phải bổ sung kẽm từ thực phẩm và nếu bạn ăn chay hoặc không ăn nhiều thịt đỏ, bạn có thể bị thiếu. Thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn và thịt cừu nằm trong số những nguồn tốt nhất vì kẽm trong những thực phẩm này có sinh khả dụng cao, nghĩa là cơ thể chúng ta có thể hấp thu dễ dàng hơn so với các nguồn khác. Các chuyên gia khuyên nên ăn tới 500g thịt đỏ nấu chín mỗi tuần, 70g mỗi ngày hoặc 100g 5 lần một tuần là một hướng dẫn tốt. Thịt đỏ đun lâu có hàm lượng kẽm cao hơn thịt nấu theo những cách khác. Động vật có vỏ như hàu, cua, sò, hến là loại thực phẩm nhiều kẽm và ít calo. Đặc biệt là hàu, với 6 con hàu trung bình cung cấp 32mg kẽm, tương đương 291% lượng kẽm yêu cầu của một ngày. Trong 100g cua Alaska chứa 7.6mg kẽm, chiếm 69% nhu cầu kẽm của chúng ta mỗi ngày. Các loài động vật có vỏ nhỏ khác như tôm và trai cũng là nguồn cung cấp kẽm tốt. Tuy nhiên, đối với những người đang mang thai, hãy đảm bảo ăn các loài động vật có vỏ khi đã được nấu chín hoàn toàn trước khi bạn ăn để giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Các loại đậu như đậu xanh, đậu lăng đều chứa một lượng kẽm đáng kể. Trên thực tế, 100g đậu lăng nấu chín chứa khoảng 12% lượng kẽm yêu cầu của cơ thể mỗi ngày. Tuy nhiên, chúng cũng chứa phyta. Đây là chất chống độc gây ức chế sự hấp thụ kẽm và các khoáng chất khác, có nghĩa là kẽm từ cây họ đậu không được hấp thụ tốt như kẽm từ các thực phẩm động vật. Mặc dù vậy, chúng vẫn là một nguồn thực phẩm cung cấp kẽm quan trọng, đặc biệt là cho những người theo chế độ ăn chay hoặc ăn kiêng thịt. Hạt là một thành phần bổ sung lành mạnh cho chế độ ăn uống và có thể giúp tăng lượng kẽm cho người tiêu thụ nó. Tuy nhiên, mỗi loại hạt lại có lượng kẽm khác nhau. Ví dụ, 30g hạt gai dầu chứa khoảng 31% và 43% lượng kẽm khuyến cáo hàng ngày cho một người nam giới và một người nữ. Ngoài ra, các hạt cũng chứa một lượng kẽm đáng kể khác như hạt bí và hạt vừng.
Các loại hạt như hạt thông, đậu phộng, hạt điều và hạnh nhân chứa một lượng kẽm đáng kể. Trong 28g hạt điều chứa 15% lượng kẽm yêu cầu hàng ngày của cơ thể. Hơn nữa, những người ăn các loại hạt có xu hướng sống lâu hơn những người không ăn. Do đó, chúng trở thành một ý tưởng tốt cho việc bổ sung vào chế độ ăn uống. Các thực phẩm như phô mai và sữa cung cấp một loạt các chất dinh dưỡng, bao gồm kẽm. Sữa và phô mai là hai thực phẩm chứa một lượng kẽm đáng chú ý. Ngoài ra, kẽm có trong sữa và phô mai có tính khả dụng cao, có nghĩa là hầu hết kẽm trong các loại thực phẩm này có thể được cơ thể hấp thụ tối đa. Ví dụ, 100g phô mai cheddar chứa khoảng 28% lượng kẽm yêu cầu mỗi ngày. Điều đáng ngạc nhiên là sô-cô-la đen chứa lượng kẽm hợp lý. Trên thực tế, một thanh sô-cô-la đen 100g chứa 3,3mg kẽm, cung cấp 30% lượng yêu cầu của cơ thể mỗi ngày. Tuy nhiên, trong 100g sô-cô-la đen cũng chứa tới 600 calo. Mặc dù bạn có thể nhận được một số chất dinh dưỡng bổ sung từ việc ăn sô-cô-la đen, nhưng nó không phải là thực phẩm bạn nên tiêu thụ nhiều để cung cấp kẽm cho cơ thể.